Пожалуйста, не так! Chào các cô bác và các anh chị đã đến với kênh của Tốn Vĩnh Thuận, đứa con của miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về chợ nổi Vĩnh Thuận. Rồi xuống xuồng luôn các bạn ơi. Bữa nay kết hợp với anh mày ở vùng Vĩnh Thuận ơi, vùng quê Vĩnh Thuận. Để động. Rồi mình đang xuống sông luôn các bạn ơi. Xuống sông trải nghiệm cho nó đẹp nha. Bữa nay không có ghe. Không có ghe hả? Quá trời các bạn ơi, xuống sông cảnh nó đẹp gì đâu á. Tự nghe lắc dưới sông là tiêu à. Đây, ở dưới sông nhìn lên nha các bạn. Đây là chợ nổi Vĩnh Thuận. Ở này là sông Chắc Băng nha các bạn ơi. Đang quay phim anh ơi. Không, nghỉ bán không dịch, em chuyển qua làm YouTube rồi. Rồi đụng chị gái rồi nha. Cười chị ơi, em giới thiệu cho bán là Tết Nguyên Đán là bán cho gấp đôi mỗi lần chị ơi. Dạ. Ở đâu bán chị? Ở đâu bán vậy? Ở đây luôn. Chị ở đây bán đây luôn. Rồi làm bà chủ rồi. Không mùng vừa cái cây không mùng. Hà Lan tới à? Ôi quý chết, Hà Lan tới luôn à. Chào bạn nhỏ nha. Ghe ở đâu ta? Hậu Giang xuống nè, mới ra là Hậu Giang xuống trái cây nhóc luôn bạn ơi. Quá trời trái cây luôn rồi. 6 lần à. 6 lần 8. Ghe đó với Hậu Giang kìa, ghé lại hỏi thăm ảnh mua và trái cây ăn này. Đây nó bán bịch luôn rồi. Bán nguyên bịch luôn hả? À? Ăn không hết đâu. Rồi mua lẻ đi. Sáng giờ bán được không anh? Bán được. Hậu Giang xuống không? Hậu Giang quê của mẹ em đó. Quá trời mít luôn các bạn ơi. Đây nè, Hậu Giang nữa, Hậu Giang, mở xuống Hậu Giang. Kiên Giang hả? À, Kiên Giang hả? Kiên Giang. Sao để số bạn đó Hậu Giang, tưởng quê của mẹ em không à? Kiên Giang hả? Mít kìa bạn ô, quá trời cứ mít luôn rồi. Nguy hiểm quá vậy ông nội. Thôi trời, trời nguy hiểm quá. Cầu Vĩnh Thuận cho nó nha các bạn ơi. Cầu Vĩnh Thuận luôn nha các nhà ơi. Cầu Vĩnh Thuận. Anh May nè các bạn ơi, anh May đã từng tham gia chương trình video mà video bị cò nướng mà làm tấm lịch trong vui mình đó. Bên đây bán bưởi các bạn ơi, bưởi trái bự bự không? Bưởi. Bưởi này bán lẻ phải không? Bán không? Có bưởi bán lẻ gì không ạ? Tiếp tục là mít, mít Hậu Giang. Em tưởng anh của em nhậu mà sáng giờ em chưa có giọt nào trong bụng chứ. Trời ơi mừng muốn hết lớn luôn cha ơi. Ủa xài anh bán nguyên bịch hả anh? Xài quán nguyên bịch đó gì? Không có bán lẻ hả? Em mua chẳng anh bán không?
xài mình bán sao anh? Hả? Em đến trời chương trình mà kênh Toán Vinh Thuận đứa con của miền Tây anh ơi, em quay cảnh chợ nổi mình nè. Vậy em mua xài chỉ bán không? Không nước miền Tây các bạn ơi, quá trời đẹp luôn. Anh em mình quay xong ở chợ nổi dưới sông rồi, lên quay chợ nổi ở trên nữa các bạn ơi. Sao mày nó nói nè. Chúc chị Tết này mua mai bán đắt nha chị hai. Ừ. Có gì ngon ngon mua về ăn mới. Mua lại hết rồi, em có ngon ngon qua đây. Mua bà tẩu về ăn rồi. Bà đổi có ba lần. Chị bán em luôn nè. Màu xanh á. Nè chị dâu. Mua bịch ổi của chị này nha, bịch 10 kg luôn các bạn ơi. 10 kg có 35 ngàn à. Đi về vụ vụ mấy chị kia bán là 80. Ê, mua 1 kg ớt về vụ mấy chị kia đi có 35 ngàn. Bịch nào có lấy cũng được chứ phải không? Bịch chính giữa đó đi. Bịch này ha. Kia. Nè. Bịch dễ chứ á. Nè. Ờ, đúng rồi. Em tin chị nha, em tin tưởng chị đó. Mua cái ớt về vụ mấy chị đó đi. Rồi mua bịch ổi rồi. Rồi mua đồ rồi quay kìa. Trời cũng cái này rẻ hơn chứ. Em hết trơn rồi. Dâu con Nga chưa? Nga cái gì? Củ cải hả? Củ cải với hồ miếng. Rồi luôn rồi. Khoai các bạn ơi. Khoai các bạn. Đây là cảnh trên bờ các bạn ơi, cảnh trên bờ của chợ nổi Vinh Thuận mình nha. Mình đang ở quốc lộ 63. Tiếng Việt này cho các bạn coi được. Lộ 63 bằng lộ là mới các bạn. Đẹp tuyệt vời. Quảng cáo điện thoại gì em? Cho anh cái bóng dắt vô xe anh chạy ơi. Dắt ra mà dắt ra đi đừng bay nha. Dắt bay thì chết em luôn. Ủa quay ai? Chị quay anh kia nha. Không em anh kia. Trời anh quảng cáo lướt tớp điện thoại nhóc cho các bạn ơi. Đây là gì ta? fbnstop.com.vn. Phụ kiện. Quá đẹp các bạn. Chú Bảy à, bán được không chú Bảy? Được. FPT chặn bong bóng quá trời, lấy bong bóng chơi không? Bong này thôi. Ủa trời, ông bán tới 2 tiền kìa. Đậy xuông nó về. À đậy xuông. Ra các bạn ơi. Còn mấy bịch đó chú? Còn bịch nè. Được con đi. Rồi. Với lấy thêm 2 trứng gì nữa để chủ ăn ông bán. Rồi 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 rồi. Biết rồi. Chúc mua chú lên mua bán đắt nha. Rồi. Một mũi đàn một cô gái dành
tâm hữu.